Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với lời của Đức Chúa Trời. Xin mời quý bà chị em chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Tin Lành Mát, đoạn 5 câu 21 đến 34. Chúng ta đọc đối đáp với nhau phần kinh thánh này. Chúng ta nhìn lên trên máy để đọc đối đáp. Tôi đọc trước. Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Này xin mà rằng con gái nhỏ tôi gần chết. Xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Và ở tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Người đã nghe tin về Chúa, Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Môn đồ thưa rằng, Thầy thấy đám đông lấn ép Thầy, Thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài tỏ hết tình thật. Amen. Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là người đàn bà bệnh mất huyết được chữa lành. Đây là một trong rất rất nhiều những cái phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong cái chức vụ của Ngài 3 năm rưỡi trên đất. Và những cái nào ghi lại, đó chính là để lại cho chúng ta một gương để chúng ta noi dấu chân của Ngài. Và những cái sự chữa lành đều có những cái nguyên tắc của nó. Và nếu chúng ta có cái lời hứa và lời hứa đó có kèm điều kiện, thì chúng ta phải thỏa mãn cái điều kiện đó, chúng ta mới có thể nhận được phép lạ của Chúa. Tại nơi đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu Ngài không phải là Ngài đi đến để Ngài chữa lành cho người đàn bà này. Nhưng mà Chúa Giêsu đi đâu? Ngài đi đến để chữa lành cho con gái của Giai-ru. Và ông Giai-ru này, ông đến và ông thỉnh cầu Chúa là con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống. Thì Đức Chúa Giêsu đi với người. Vậy thì mục tiêu của Chúa Giêsu là đi đến nhà của Giai-ru để chữa lành cho con gái của Giai-ru. Có liên quan gì về cái người đàn bà này không? Không. Nhưng mà chúng ta thấy là khi mà Chúa đang đi, đoàn dân đông lắm đang lấn ép Ngài, thì lúc bấy giờ có một người đàn bà bị bệnh mất huyết. Y học gọi là bệnh rong huyết. Nó liên tục nó ra huyết và làm cho cái người này gầy gò, ốm yếu. Và cái bệnh này nó dẫn cái người đàn bà này tới 12 năm trời chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn tiền của, hết tiền của mà không đỡ gì, không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Năm 2006 chúng tôi có cầu nguyện cho một cái cô này bị bệnh trong huyết. Cô bị rất là lâu và khi mà tin nhận Chúa thì chúng tôi cầu nguyện ngay trong đêm hôm đó cô được chữa lành hoàn toàn. Hiện nay bây giờ cô đã đang ở tại Bạc Liêu, ngày trước đây là ở tại Cà Mau nhưng mà về Bạc Liêu ở. Và cô đã được chữa lành bởi vì cái căn bệnh đó nó người ta thầy thuốc ở đây không có chữa lành được. Và không phải là bà không có cố gắng để được chữa lành, bà đi nhiều nơi mà không được chữa lành. Có một vấn đề mà tôi nói với bà chị em ở đây là mục đích của Đức Chúa Trời đến, của xin lỗi Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu vớt người có tội. Và Ngài cũng đem lại sự chữa lành cho nhiều người. Và không có một căn bệnh nào mà đưa đến Chúa Giêsu mà không được chữa lành. Thì tại nơi đây chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài được một người thỉnh cầu để đi đến để cứu con gái của ông. Và trên đường Ngài đi thì có một người đàn bà có một nan đề. Ngày hôm nay đôi khi chúng ta cầu nguyện cho người này, Chúa chữa lành cho người này, nhưng mà người này được chữa lành thì bắt đầu cái sự lan tỏa ra, rồi có nhiều người khác nghe và họ đến và họ tin họ cũng được chữa lành. Tôi thiết nghĩ rằng trên đường của Chúa đi rất là nhiều người bệnh, nhưng mà tại đây có một người đàn bà này, bà đã nghe về Chúa Giêsu rất lâu rồi. Tại sao bà lại có một cái khao khát mãnh liệt này vậy? Bởi vì bà có một nan đề. Nan đề của bà là bệnh mất huyết. Thế thì nan đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có nan đề không?
Năng đề của chúng ta là gì? Chúa Giêsu ngài đang đi đây, ngài đang trên đường để ngài đến nhà của Gia-ru. Tôi đang giảng lời Chúa cũng có nghĩa là tôi đang nói Chúa Giêsu ra, và Chúa Giêsu cũng đang đi thông qua môi miệng của tôi, lời của Chúa bắt đầu trải ra. Và có thể cái lời giảng này có một mục đích để chữa lành cho một ai đó. Và trên cái hành trình này, khi lời của Chúa được công bố ra, những ai thình lình lướt trên Facebook và nghe những cái lời giảng này và họ nắm bắt, và nếu họ tin, mà nếu họ đang có một năng đề và họ tin, thì họ cũng được chữa lành. Chúng ta thấy ở đây, năng đề nó không phải là một cái gì đó kinh khủng nếu chúng ta biết tận dụng nó để trở thành một cơ hội để nắm bắt, để kinh nghiệm Chúa. Nhưng năng đề sẽ trở thành một điều khủng khiếp khi chúng ta không biết Chúa là ai, hay là chúng ta không tin Ngài. Ngày hôm nay cái bác sĩ nói là gì? Bó tay rồi. Chúng tôi đã làm hết sức bó tay rồi thì sao ạ? Hồi tuần trước có một gia đình đã đến đây. Chú đó đã bị bệnh và chết. Bác sĩ trả về, đưa về nhà từ Sài Gòn, đưa về Củ Chi mấy tiếng đồng hồ. Và trong gia đình này cái người có một người em của vợ tin Chúa và đang ở Mỹ. Những người này rất là tin Chúa và yêu mến Chúa, cho nên họ hiệp một, họ cầu nguyện với nhau. Mà khi đang cầu nguyện như vậy thì Chúa cho biết rằng ông sẽ sống lại và nói rằng đừng có bỏ vô cái hòm, tại vì mua hòm về rồi, để ông một bên. Và gia đình đều định là tận liệm, nhưng mà bên kia bán cầu thì cầu nguyện và nói rằng đừng có bỏ vô, bởi vì cầu nguyện thấy rằng là Chúa sẽ chữa lành. Thì cảm ơn Chúa, ông bà chị em bắt đầu chờ đợi cầu nguyện hay cầu nguyện thôi, thì ông thở lại và ông sống như tới giờ 7 năm rồi. Mới tuần rồi ông đi đến đây, ông nhóm một hội thánh bên Baptist, vợ ông là đảng viên 50 năm tuổi đảng. Ông có một cái nhu cầu để cần được cầu nguyện đó, anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi chúng ta thấy rằng là Chúa mình, ai đó, một sư nào đó đang cầu nguyện cho ai đó, mà cái lời rao giảng đó, lời cầu nguyện đó, đôi khi chúng ta lướt qua, chúng ta nghe và chúng ta nắm bắt, chúng ta tin cái lời đó, chúng ta nhận về cho mình. Anh chị em hiểu điều này không? Giống như vợ tôi đang may ở phía dưới, nhưng mà ở trên đây thì lúc đó bà giáo sĩ O'Ray bà giảng mà xác quyết về sự chữa lành của Chúa. Mà đó bây giờ ai tin thì cầu nguyện theo. Thì cuối cùng là vợ tôi đang ở dưới, ngồi ở dưới không có hiện diện ở đây, nhưng mà vợ tôi nắm bắt cái cơ hội lúc mà lời của Chúa công bố và vợ tôi cầu nguyện, Chúa đã chữa lành một cách siêu nhiên. Căn bệnh 20 năm bây giờ mới được chữa lành. Căn bệnh đó là dạng căn bệnh mãn tính. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta đang thờ phượng không có bất cứ một cái giới hạn nào đối với Ngài nếu chúng ta tin. Và chúng ta cảm ơn Chúa là năng đề nó không phải là một gánh nặng khi chúng ta biết nắm bắt nó, nhưng năng đề trở thành một gánh nặng khi chúng ta không biết nắm bắt và không tin Chúa. Ở đây đàn bà này đã bệnh 12 năm, hao tốn hết tiền của nhưng không hết bệnh. Như vậy chúng ta cần hỏi, năng đề đến từ đâu? Bệnh tật đến từ đâu? Chúng ta xem cái nguồn gốc của bệnh tật ở đây, chúng ta cùng xem ở trong Sáng Thế Ký. Đoạn 3. Từ câu 17 cho đến câu 19 thì như thế này: Ngài lại phán cùng Aram rằng, vì ngươi nghe thời lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh trong gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến chừng nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra. Vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúa khẳng định rằng có người ra từ bụi đất. Nhưng mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam là trọn vẹn, là hoàn hảo, là tốt lành, không có bệnh tật. Nhưng khi Adam Eva phạm tội thì lúc bấy giờ đất bị rủa xả và chúng ta ra từ đất, cho nên cái thân thể này cũng ra từ đất. Bây giờ chúng ta có ăn mặc đẹp, có trang điểm đẹp cỡ nào chăng nữa, mà khi cái hồn lìa khỏi xác rồi chôn xuống thì vài năm thì sao ạ? Nó rã ra đất hết. Cho nên chúng ta ra từ đất, cho nên khi mà đất bị rủa xả có nghĩa là cái xác thịt này bị rủa xả, nó sẽ gây ra bệnh tật. Điều thứ hai, bệnh tật nó đến từ đâu nữa? Chúng ta xem ở trong sách Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2: Này tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt mình khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Một năng đề tiếp theo đó là gì? Đó là tội lỗi. Cũng là tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện.
Một câu kinh thánh khác ở trong Jeremy đoạn 32 câu 18. Ngài tỏ sự thương xót cho muôn vàng, máu trả sự gian ác ông cha và mình con cháu nói sao? Ngài là Đức Chúa Trời toàn lớn và Đức Chúa Đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Chúa Va vạn quân. Ở đây nói rằng là gì? Đó là cái sự gian ác của ông cha, tức là tội lỗi của tổ phụ truyền đến con cháu. Anh chị em biết ngày hôm nay cái bệnh mà mang tính di truyền rất là nhiều, rất nhiều luôn. Hồi trước đây chúng ta nghe về cái bệnh mang tính di truyền, chúng ta thấy nó ít. Nhưng mà càng ngày về sau thì cái bệnh mang tính di truyền nó rất cao. Mà trong gần 2 năm trở lại đây, sau khi mà bị Covid rồi chích vaccine, có những người rất đang rất khỏe như vậy, tự nhiên mệt mệt, xong tối ngủ một đêm đi luôn. Mà người ta nói rằng có một cục máu đông. Mà nào giờ chưa bao giờ có một cục máu đông đó. Có thể là do vaccine gây ra, cũng có thể là do ăn uống, cũng có thể là do virus nó đã để lại cái di chứng. Ở bên Hội Thánh, bên quận 2, mà chúng tôi thường giảng vào tuần thứ tư, tôi vắng mặt Hội Thánh ở đây tuần thứ tư đó, thì em của cái anh trưởng nhóm ở đó rất là khỏe, đi làm khỏe lắm. Nhưng mà tự nhiên về cái em ơi anh mệt quá, massage cho anh kìa. Thì bà vợ mới massage, hỏi sao khỏe không, anh đỡ rồi, massage hồi, tự nhiên lúc lắc gì, ổng im re luôn. Ủa anh đâu rồi? Và anh đi luôn, đang lúc massage ổng đi luôn. Nó có nhiều cái điều mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không mong muốn nhưng mà nó đến. Và chúng ta thấy ở đây Kinh Thánh bày tỏ đó là gì? Chúng ta xem ở trong sách Công Vụ, đoạn 10 câu 38. Công Vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết tại những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Trời ở cùng Ngài. À như vậy có một cái nan đề nó bởi ai à? Đó là ma quỷ làm gì? Ức hiếp. Ma quỷ ức hiếp. Bây giờ giả sử bây giờ ông thầy Lam này ông đi đây mà tôi lại ức hiếp ông được không ạ? Tướng ông cao 1m7 mấy mà tôi là có 1m6 mấy mà tôi ức hiếp ông, ức hiếp được không? À nhưng mà mấy đứa nít tôi ức hiếp được, đúng không ạ? Như vậy cái ức hiếp có nghĩa là gì? Có kẻ mạnh nó lấn cái người yếu, thì ma quỷ nó lấn người ta, nó ép người ta. Thật ra đó, nếu chúng ta không đồng ý nó cũng không thể nào phá hoại chúng ta được. Nhưng đôi khi nó lừa chúng ta từ cái này qua cái kia cái nọ. Bữa nay thì đi cúng cái này, ngày mốt thì đi cúng cái kia, bữa nọ thì nhờ ông thầy này, bữa kia thì nhờ ông thầy nọ. Và dần dần nó cột những cái sợi dây cột đó, và cuối cùng nó bước vào, nó cầm buộc, nó gây ra bệnh tật. Cho nên ma quỷ nó là kẻ ức hiếp. Nhưng ai sẽ giải quyết vấn đề này cho chúng ta? Đó là Chúa Giêsu. Ngài được sức dầu bởi Thánh Linh và quyền phép, để rồi Ngài sẽ giải cứu, chữa lành những người bị ma quỷ ức hiếp. Nhưng mà Ngài giải cứu như thế nào? Ngài giải cứu như thế nào ạ? Ngài giải cứu không, Ngài không trực tiếp để Chúa Giêsu hiện ra để Chúa giải cứu. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài sẽ giải cứu qua những người môn đồ của Ngài hay là con cái của Chúa. Nếu ai tin, Chúa nói là kẻ nào tin sẽ có dấu lạ này. Chứ Chúa không có nói người nào tin, tức là anh em đã tin Chúa rồi thì anh em sẽ thấy có dấu lạ. Có thể anh em mới tin Chúa, anh em có thể nhìn thấy người khác thực hiện cái lời cầu nguyện. Và anh chị em cũng có thể cầu nguyện cho người khác và người ta cũng sẽ kinh nghiệm quyền năng đó. Hình như là Hồng bữa rồi có cầu nguyện cho ai đó trong công ty hả? Sao à, kể ra cho mọi người nghe cái. Người đã bị sao? Hồng mới tin Chúa được mấy tháng này, khoảng từ hôm tháng 6 hả? Dạ, hồi từ tháng 6. Tháng 5 hay tháng 6? Tháng 6. Tháng 5 à. Thì lúc mà Phương Hằng vào đây và cầu nguyện cho Phương Hằng thì Hồng cũng biết và tin Chúa. Nhưng mà gần đây nhất đó là kinh nghiệm quyền năng ở trong sự chữa lành cho ông xã, đúng không? Và mới vừa rồi, tuần rồi hả Hồng? Thì trong công ty của Hồng là có một người cũng bị tà linh. Và thế là Hồng cũng đặt tay lên và nhân danh Chúa Giêsu. Vậy sao nữa, nói sao? Tà linh hãy ra khỏi người này. Học ở đâu vậy? Cảm ơn Chúa mà tà linh ra khỏi. Amen. Alleluia. Đức Chúa Trời Ngài dùng cả thân thể của Ngài, chứ không phải chỉ có một mình mục sư hay là các sứ đồ.
Nhưng mà ai tin thì có dấu lạ này. Đây, người chị em chúng ta mới vừa tin Chúa đây, chưa làm bắt em nữa kìa. Nhưng mà người chị em đã kinh nghiệm bằng cách là nhân danh Chúa, tại vì danh Chúa mới đuổi tà tinh đi được. Mà chỉ có những người tin mới dùng danh đó. Nó giống như công an giao thông, phải là những người ở trong ngành giao thông, được ủy quyền, mặc cái bộ đồ của giao thông thì đi ra mới bắt các phương tiện khác nó dừng lại. Nhưng mà con người bình thường cao to vạm vỡ mà mặc cái áo giao thông vô, nhưng mà không phải ở trong ngành thì sao ạ? Xe nó đụng luôn. Đúng không? Những con trai Sê-va đã làm như vậy. Ta nhân danh Chúa Giê-xu này mà Phao-lô rao giảng để truyền khí chúng bay. Sứ đồ Phao-lô rao giảng danh Chúa Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta tin và nhận Chúa Giê-xu cho mình thì lúc bấy giờ chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng. Chúng ta mới có lệnh để truyền, chúng ta mới có quý quyền để ra lệnh cho nó. Còn không, nó đuổi chúng ta đó, nó rượt chúng ta chạy đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ điều này để anh chị em không phải lại làm người trở thành một người đuổi được con quỷ rồi chúng ta kiêu ngạo. Không, nhưng thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời ở trên danh của Ngài. Cho nên chúng ta sử dụng danh Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ xảy ra. Và Chúa mong ước có nhiều cái bàn tay để vươn ra để cầu nguyện cho người khác. Anh chị em dạng dĩ cầu nguyện, Chúa là đấng chữa lành, không phải chúng ta chữa lành. Amen. Chúng ta là cái ống dẫn thôi. Cứ dạng dĩ cầu nguyện. Vừa rồi có một em ở miền cao. Mục sư ơi, cầu nguyện cho ba của con. Ba của con bị đau cái lưng. Tôi nói, ủa học một tí. Học xong rồi thì phải đặt tay cầu nguyện đi. Chứ bây giờ chúng ta tưởng tượng đi, giờ có 100 người một ngày mà 100 người gọi cho tôi, sao tôi thời gian tôi là cầu nguyện? Thời gian đâu còn nghiên cứu lời Chúa, sao là nghỉ ngơi? Thì tôi mới huấn luyện môn đồ là những anh chị em học thì anh em phải thực hiện. Chứ ta thực hiện không được, nhờ tư vấn cái gì đó thì cầu nguyện cầu thai cho anh em. Nhưng mà chính chúng ta tin, kết nối với Chúa thì quyền năng xảy ra. Cho nên năng đề nó trở thành một cái điều kiện, cái cơ hội để chúng ta có thể thi hành quyền phép của Chúa và nhận lấy sự chữa lành. Như vậy năng đề nó có thể do tội lỗi, có thể do sống trong cái môi trường ô nhiễm. Có những vùng đất, thanh niên từ 30 tuổi trở đi là bắt đầu bị bệnh ung thư. Mà người ta ngạc nhiên không hiểu tại sao cái vùng đất lại bị ung thư. Mà cuối cùng người ta mới thử cái nước uống ở đó, bởi vì người ta xài nước giếng. Thì người ta thử thì cái nước giếng đó trong đó nó bị nhiễm thạch tín. Người ta mới tìm hiểu thêm. Thì gần đó nó có một cái kho đạn mà thời chiến tranh của Mỹ để lại. Và nó từ đó nước nó thấm và nó rịnh ra khiến cho nó bị ô nhiễm cả vùng đất đó. Ngày hôm qua chúng tôi đi đến một cái vùng ở bên nông trường, gọi là nông trường đường thanh niên, nó là cái nông trường của quân Bình Chánh. Thì tôi vào một cái căn nhà của cái cô đó, thì thấy rằng là ở dưới sông đó, dưới cái ao đó, thì lục bình này kia đó anh chị em, sao cái nó bị héo hết, nó lớn lên bị héo hết. Hỏi ủa tại sao nó bị héo vậy, thì mới nói rằng là tại đây cái nước ở đây nó bị nhiễm phèn nặng. Và cuối cùng là cây trồng là phải trồng cao lên rồi bắt đầu mới xử lý phân, rồi phân chuồng hay là phân rác thì mới trồng được cái cây đó. Cho nên đôi khi chúng ta ở trong cái môi trường nước, cái môi trường mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày nó bị nhiễm. Ông bà chị em biết tại đây, khi chúng tôi về đây năm 2012 thì cái nước ở đây sử dụng không có được. Nước ở đây bơm nước giếng lên, lúc đó chưa có nước máy. Bơm nước giếng lên là nó hôi bùng. Nó hôi và nó khó lắm. Và bơm lên như vậy là phải để cho qua đêm, thì qua ngày hôm sau đó sử dụng thì nó được. Nhưng có một điều là tôi lấy cái bông gòn á, tôi để tôi gắn vào trong cái rumine, thì tôi mở nước ra một chút xíu thôi là nó đen hết. Nó đen và nó có màu vàng. Và nếu cái kiểu đó thì rất là sức khỏe mình rất là bị ảnh hưởng. Cho nên chúng tôi ở đây là chúng tôi đổi nước để uống, chứ không có uống cái nước đó. Nhưng mà trong lần nọ thì nó cầu nguyện, con cầu nguyện để Chúa Ngài làm cho cái vùng, cái nước của con ở lại đây để nó sạch. Và khi cầu nguyện như vậy, chúng tôi bắt đầu mua cái đồ thử nước. Và tôi thử nước, tôi lấy nước này thử. Nước này nó tương đương với cái nước mà tôi mua, nước thùng á, một thùng 10.000. Không còn hôi nữa, không còn phèn nữa. Tôi không biết xung quanh họ có bị hay không, nhưng mà chúng tôi đã cả 1-2 năm chúng tôi đã từng ở đây. Đầu tiên đó là chúng tôi không thể uống được cái nước này, không thể nấu lên. Và nó nói rằng là những cái ấm là nó cũng bám phèn luôn.
Nhưng mà vì chúng tôi tin cậy Chúa mà chúng tôi cầu nguyện cái vùng đất và cái nước đó, Chúa đã làm cho cái vùng nước đó được khỏe mạnh, được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Bây giờ trở lại đây, chúng ta thấy đôi khi là do gì? Do cái môi trường ô nhiễm, do ăn uống, hoặc là do di truyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả các loại thực phẩm trước khi đưa ra thị trường, thịt heo hay là thịt gà hay là gì đó, họ cũng cho ăn cái thức ăn tăng trọng. Mà nó làm cho khi cái thức ăn nó chưa có được phóng thích hoàn toàn, thì khi làm thịt chúng ta ăn vào, thì chúng ta ăn cái chất tăng trọng đó. Anh chị em thấy trẻ con ngày hôm nay rất là nhanh béo phì. Rồi cái nữa, tôi không hiểu sao mà nó cao dữ quá. Tôi có 1m65, vợ tôi 1m58. Mà không biết vợ con tôi là ngày hôm qua đo thử là đứa 1m69, đứa 1m78. Sao nó cao dữ vậy? Có thì cũng có thể là do ăn uống. Những cái kích thích tăng trọng nó làm cho. Và có những cái sự tăng trưởng là nó khỏe, nhưng có những tăng trưởng là bị bệnh. Nó bệnh, nó tăng trưởng. Có những người béo phì. Cho nên tại đây chúng ta thấy con người có một năng đề. Chúng ta có một năng đề. Hiện nay anh chị em không chỉ là năng đề bị bệnh tật, nhưng chúng ta có thể năng đề gì đó. Bao nhiêu người đang nghĩ là mình đang có năng đề? Đang có năng đề. Không phải chỉ bệnh tật. Mà nếu có năng đề có bệnh tật, thì bây giờ chúng ta sẽ học để chúng ta, bởi đức tin chúng ta sẽ nhận được sự chữa lành ngày hôm nay. Chúng ta không quan tâm nó là cái bệnh gì, tại vì Chúa không có phân biệt đó là bệnh ho hay là bệnh sổ mũi hay là ung thư. Chúa không có, phải là bệnh truyền nhiễm. Thảo ơi, Thảo ngồi nghe lời Chúa. Rồi, bây giờ chúng ta xem ở đây, khi Chúa Giêsu ngài đi đến để chữa lành cho con gái Giai-ru, nhưng mà anh chị em thấy rằng là có một cái người đàn bà này xuất hiện. Chúng ta xem lại cái phần kinh thánh này. Khi người đàn bà này là một người có năng đề, bà không ngồi yên đó, bà đã từng chạy vại nhiều thầy thuốc nhưng mà không thuyên giảm, tiền mất tật mang. Tôi thiết nghĩ rằng bà đã chạy vại 12 năm, có nghĩa là nó cũng còn duy trì sự sống cho bà. Có những lúc chúng ta dùng thuốc để duy trì sự sống nhưng nó không mang lại sự chữa lành một cách hoàn toàn. Dùng thuốc không phải là tội. Có thể đức tin chúng ta chưa kết nối để đem lại sự chữa lành một cách siêu nhiên, thì chúng ta có thể dùng phương thuốc để duy trì sức khỏe. Có một cái em kia bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, và đã từng ung thư ruột và ung thư đại tràng, và cắt bỏ là 4 tấc ruột. Phẫu thuật 3 lần cắt bỏ 4 tấc ruột. Mà khi em này bị đau như vậy, đau đến nỗi lần là rên la, thì mẹ của em này hỏi thầy ơi, tôi có thể cho con tôi uống cái thuốc giảm đau được không? Tôi nói được, bây giờ nếu đức tin chưa đủ đức tin để nhận sự chữa lành, thì cứ uống thuốc để nó duy trì. Và cho uống thuốc, tôi không nhớ thuốc gì đó, thuốc giảm đau. Uống thì nó giảm đau, một ngày uống như vậy là uống 2 cho đến 3 lần thì nó giảm đau. Thì khi giảm đau như vậy đó, đức tin người ta mới phát triển lên. Nhiều khi đang đau, giảng chúng ta nghe đâu có tiếp nhận được đâu. Đau quá! Mình mà uống cái viên thuốc giảm đau vô thì nó đỡ đau. Và khi đỡ đau thì bắt đầu họ tập trung, họ nghe. Nghe giảng thì đức tin sẽ tăng trưởng lên. Và cảm ơn Chúa tăng trưởng lên thì sau đó cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho em này. Cho nên chúng ta không có bị định tội. Khi anh chị em chẳng những đang đau mà chúng ta cần dùng thuốc gì đó, hãy dùng. Nhưng mà nhớ đừng bao giờ va chạm đến bùa ngải. Anh em nhớ nha, đừng bao giờ va chạm đến bùa ngải hay là cúng. Bởi vì cái đó là công việc của tà linh. Và nếu như chúng ta liên hệ với nó thì chúng ta phải hủy bỏ, trong danh Chúa Giêsu chúng ta hủy bỏ đó, xưng nó ra và hủy bỏ. Khi chúng ta có một năng đề, anh chị em đừng thụ động ở trong cái năng đề đó. Chúng ta cần tìm cách để vượt qua năng đề, có thể bất cứ cách nào. Trước mắt có thể là bất cứ cách nào. Người này thì chạy đông, người kia chạy tây. Bất cứ cách nào. Mà có thể có lúc chúng ta chạy vài, lúc đó chúng ta lại tìm gặp Chúa. Cái người đàn bà này làm gì? Người này nghe, chúng ta để ý có 27. Người đã nghe tin về Chúa Giêsu. Ở đây cái tin này không phải là tin Chúa, tức là nghe cái thông tin về Chúa Giêsu. Có thể trong lúc anh chị em đang gặp năng đề đó, chạy đông chạy tây, nhưng mà người này nghe đức tin, xin lỗi, nghe tin về Chúa Giêsu, nghe cái thông tin về Chúa Giêsu. Thì người đàn bà này làm gì?
Đàn bà này lẫn vào đằng sau giữa đám đông để rờ áo của Chúa. Để có thể thực hiện cái hành động này, bà đã nuôi dưỡng hay là có một cái hy vọng khao khát, người thế gian người ta gọi là mai thầy phước chủ. Đúng không ạ? Mai thầy phước chủ có nghĩa là có thể chạy đông chạy tây, lúc mà người ta bế tắc rồi thì thậm chí muốn uống cái gì người ta cũng uống luôn. Giống như cái ông kia bị ung thư gan, bác sĩ trả về, thế là gì, người ta nói rằng là cái cây đu đủ là có thể chữa lành được, thế là cứ chặt lá đu đủ rồi cây nấu lên và cái uống, sao uống sao cây nó hết. Đó là mai thầy phước chủ. Và ở đây người đàn bà này làm gì? Người này đang nghe. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe khi lời của Chúa được rao giảng. Điều thứ nhất là bà nghe. Có thể cái người không biết chữ, không đọc được, nhưng mà nghe được không ạ? Nghe và hiểu. Bà này nghe nhưng mà không dừng lại ở chỗ là bà nghe. Tiếp theo là gì? Bà nói. Chúng ta xem nó nói gì ạ? Câu 28. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Bà không ước ao cái điều khác hơn. Trong khi cái ông Giai-ru thì nói là gì? Là tôi có con gái nhỏ, xin Chúa đến đặt tay trên nó đặng nó lành mạnh và sống. Ông Giai-ru ổng biết về cái nguyên tắc về đặt tay, và ông nói rằng Chúa ơi, xin ngài đến đặt tay trên con gái của tôi thì con gái tôi được chữa lành. Còn người đàn bà này bà đâu có biết đâu. Bà nghĩ là gì? Không cần phải đặt tay hay là gì đó, tôi chỉ cần rỡ được cái áo thôi thì đã được lành. Bà bắt đầu bà nói. Đức tin bởi sự người ta nghe. Khi chúng ta nghe một cái lời chứng nào của một ai đó có kinh nghiệm quyền năng của Chúa, chúng ta nghe bà đọc cho tin. Bà đọc chúng ta làm gì? Nói. Nói. Nói một lần hay là nhiều lần ạ? Một lần hay nhiều lần? Nhiều lần. Chúng ta nói. Tôi chỉ cần tin, tôi chỉ cần rờ áo Chúa tôi được lành. Hoặc là gì? Tôi tin rằng khi mà tôi đi đến đó, ông mục sư có thể đặt cho tay cho tôi được lành. Có một lần kia một ông này bị ung thư phổi. Thì ông bị ho và ho quá chừng luôn. Thì ông là người dân tộc, ông mới đi ra ngoài Đà Lạt. Thì lúc đó có mục sư là Nguyễn Văn Thành. Mục sư Nguyễn Thành ông về với Chúa rồi. Ông mới nhờ mục sư Nguyễn Văn Thành này cầu nguyện. Thì ông mục sư Nguyễn Văn Thành cầu nguyện. Cầu nguyện xong Chúa phán cho ông một cái lời. Là hãy mua thuốc Paradon uống. Ung thư phổi mà uống thuốc Paradon. Hay chưa? Thì ông mục sư kia ông kêu Chúa nói với tôi là anh ra mua thuốc Paradon anh uống. Một dĩ thuốc thôi, mua thuốc Paradon uống. Thì ông này ông nói sao mà ung thư phổi, tôi bị phổi. Phổi mà uống Paradon gì? Paradon là chỉ có bị cảm sốt thì uống Paradon thôi, hạ sốt thôi. Thì ông mục sư Nguyễn Văn Thành ông mới nói là không, ông đi ra mua thuốc Paradon á, uống á, không phải trị bệnh phổi. Nhưng mà tại vì trị cái bệnh là ngoan cố của ông. Bây giờ ông vâng lời ông ra mua thì là Chúa chữa lành nè. Tại vì ông này ông cứ là một hai là ông không có, ông chịu đi à, bệnh là nằm chịu vậy thôi chứ không chịu làm gì hết. Trong khi người đàn bà này có nằm chịu một chỗ không? Không. 12 năm bà có nằm một chỗ không? Mặc dù bà chạy đến ông thầy này, chạy ông thầy kia, chạy ông thầy nọ mà không hết. Nhưng mà bà vẫn chạy. Bà nghe người này, nghe người kia, bà vẫn chạy. Nhưng bây giờ bà nghe về Chúa Giêsu. Bà nghe Chúa Giêsu chữa lành người này, Chúa Giêsu chữa lành người kia, Chúa Giêsu chữa lành người nọ. Bắt đầu bà nói. Trở lại cái câu chuyện của ông đó. Thì ông nói thôi vậy thì tôi vâng lời mục sư, ra mua Paradon uống và hết bệnh. Cái ông mục sư đó thì ông chết trước ổng. Cái ông mục sư đó sau mười mấy năm ông đi Mỹ, và trong một lần ông đi công tác gì đó ông mất. Tôi không có gặp lại ông lần đó, nhưng mà tôi chính ông là người kể cho tôi nghe về cái ông kia bị bệnh phổi mà uống Paradon hết. Đó là cái bệnh Paradon là chữa cái bệnh để vân phục. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy người đàn bà này không chịu ngồi yên. Và Đức Chúa Trời ngài rất là thích chúng ta có một cái đức tin năng động. Chúng ta không có thụ động. Có thể chạy đây, có thể chạy kia, có thể chạy nọ. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Thời gian đó nhờ những con người duy trì để không có phải bệnh hơn nữa. Và lúc bây giờ bà mới gặp gỡ được Chúa. Có bao giờ anh chị em khao khát mãnh liệt về sự chữa lành đến mức độ là anh chị em nói cái điều đó ra liên tục không? Tôi được chữa lành, tôi phải được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Ngài hứa rằng bởi lần đòn của Ngài chịu tôi được chữa lành. Đó là lúc mà chúng ta tin và bắt đầu chúng ta nói ra ngoài miệng. Điều thứ hai là nói. Bà nói gì? Ta chỉ cần rờ áo Chúa, ta sẽ được lành.
Bà nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 13, Phao-lô nói rằng là tôi có đồng một lòng tin, tôi tin cho nên tôi nói. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh hoặc là chúng ta nghe giảng thì anh chị em nghe và chúng ta tiếp nhận cái lời đó mà chúng ta tin, và đức tin này nó không phải là chỉ thụ động nằm ở trong não, nhưng mà đức tin này cần phải thực hiện, gọi là hành động của đức tin. Hành động của bà là gì? Bà lẫn vào đằng sau giữa đám đông để rờ áo Chúa. Với một người 12 năm bệnh, anh chị em nghĩ người này khỏe mạnh hay là người ốm yếu ạ? Để đi vào đám đông, mà đám đông thì vây lấy Chúa. Bây giờ đi vào đám đông, để chen vào đám đông dễ hay khó? Nhưng mà bà có gọi là an phận là bà ở một chỗ không? Hành động của lẫn vào để chen vào cái đám đông này, đó là hành động của đức tin. Có nhiều người nghe tin nhưng mà thụ động. Đức tin thụ động nó giống như là hạt giống mà chúng ta để đó, chúng ta không gieo thì nó không bao giờ thành cây được. Trong Gia-cơ đoạn 2 câu 17 thì Kinh Thánh nói gì về cái thực hành về đức tin? Tôi đọc nhanh ở đây. Gia-cơ đoạn 2 câu 17. Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự nó sẽ chết. Khi chúng ta nghe, chúng ta tin thì chúng ta phải hành động. Cái hành động của chúng ta nó giống như chúng ta bật cái công tắc. Năm 1990 khi mà điện bắt đầu trở về nông thôn, ba tôi lúc đầu là cự tuyệt, không xài điện. Hồi nào giờ tôi xài đèn dầu là tốt rồi, có đèn dầu là tốt rồi, mà ở đây xài điện chi? Điện nguy hiểm lắm, điện nó giật người ta chết biết bao nhiêu không, không được xài điện. Nhưng mà tôi với anh hai tôi thì quyết định là đấu điện, câu điện vào trong nhà. Thì ngày xưa tôi cũng có học điện cho nên tôi câu trong lúc ba tôi đi vắng thì tôi nhà tôi câu điện, tôi chạy điện hết rồi. Ba tôi nói về thì ba nói là làm gì vậy? Dạ con câu điện. Ba tôi nhìn điện đốm gì, có thấy sáng gì đâu. Và tôi đợi cho đến chiều tối. Đến chiều tối tôi bắt đầu tôi bật cái công tắc điện hết, tôi đóng cầu dao một cái. Ba tôi thì để cái đèn dầu á. Thấy hồi nào giờ tôi xài đèn dầu hay ngon không? Cũng sáng, cũng nhìn thấy. Nhưng mà khi mà tôi bật điện lên một cái thì sáng choang hết. Nhìn lại cái đèn dầu. Cái gì tôi cứ để. Ba tôi nói không có được tắt cái đèn dầu rồi nha. Biết đồng hồ nó tắt cái điện sao? Cái tôi cứ để. Tôi để ngồi, cái tôi nói ba, bây giờ thôi mình tắt cái đèn dầu nha ba. Ừ thôi tắt đi. Tôi tắt cái đèn dầu. Hay là có điện. Khi nào thì ánh sáng nó đến? Khi tôi đặt công tắc. Khi đức tin anh em tin cậy Chúa. Đủ, Chúa ơi, có tin thì kết nối. Anh chị em có từng thấy người ta đóng cái cầu giao điện ở ngoài không? Nó cầm như vậy, hai người về mới đóng cầu giao điện nha, không có một người đâu. Một người sẽ có cái ngoéo, thì cái ông này giả sử đây là ông này là để ông đứng đóng cầu giao điện, thì ông kia có cái ngoéo nó có cách điện, mà ông móc vô cái bụng của ông này nè. Rồi ông này thì có cây để lên để đóng. Cho nên khi mà giả sử ông đóng mà cái điện mà nó phóng vào trong cái người này á, là có chuyện gì thì ông này nắm cái này kéo ra. Giống như là ngày xưa ông thầy tế lễ mà vào trong nơi chính thánh á, thì cột sợi dây. Nếu mà ông đi tới lui mà nó nghe len keng á thì biết ông còn sống. Còn cái nào mà nghe im re thì giật cho dây, mà nếu ông chết thì nắm kéo ra. Okay, vậy này. Điện nó mạnh lắm. Quyền năng của thánh linh của Chúa cũng rất cực kỳ là mạnh, đúng không ạ? Và người ta đóng cái điện nghe kích bập một cái nhán lửa. Nhưng mà bắt đầu nguồn điện nó kết nối lại và nó có điện đi tất cả các nơi. Chúa muốn dùng chúng ta trở thành một cái cầu nối, cái nhịp cầu. Khi anh chị em mở miệng ra để anh em bắt đầu rao giảng. Nếu như cô Hồng chỉ đặt tay mà không có nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ thì quỷ nó ra khỏi người đâu? Nó không ra. Nhưng mà người này bắt đầu nói truyền lệnh, mà lệnh truyền đó nhân danh Chúa Giêsu, lệnh truyền đó nó có hiệu quả. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có để cái đức tin thụ động, mà đức tin chúng ta trở nên năng động. Người đàn bà này nói và người đàn bà này hành động, đó là gì? Lẫn vào đám đông. Những lúc anh chị em đi thờ phượng Chúa này, nhiều khi có người còn nguyện xong được chữa lành ngay, nhưng mà chữa lành ngay xong mới về không đi thờ phượng Chúa nữa. Và thờ phượng Chúa để chúng ta cung cấp thức ăn thuộc linh để nuôi dưỡng, để tăng trưởng. Có bao giờ đi vô cấp cứu rồi không xong rồi thôi tôi không cần ăn gì nữa không? Chúng ta phải ăn chứ, mà nhờ thức ăn đó chúng ta mới khỏe mạnh trở lại. Rồi
Chúng ta thấy bây giờ cái kết quả là gì anh chị em? Câu 29. Cùng một lúc ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Đây là dấu hiệu đầu tiên. Nghe trong mình lành bệnh. Nghe trong mình nó khỏe. Nói theo kiểu miền Tây ha. Hỏi khỏe, mình hỏi khỏe không? Dạ khỏe, khỏe re. Khỏe ghê. Nghe trong mình nó khỏe. Nghe trong mình nó bình an. Nghe trong mình nó vui mừng. Đó là dấu hiệu của sự chữa lành. Cái tín hiệu này chắc chắn chúng ta nhận ra được. Đang mệt tự nhiên cầu nguyện xong cái thấy khỏe ngay. Năm 2009 tôi bị ho. Tôi bị ho mà đến mức độ ho khủng khiếp ho. Mà tôi đi bệnh viện, bác sĩ giỏi liên quan về phổi. Và sau khi kiểm tra nói chụp hình X-quang thì cho rằng là cái cuống phổi của tôi là nó bị nám. Nó bị viêm nặng. Viêm cái cuống phổi. Và bác sĩ cho tôi là 10 ngày thuốc uống. Tôi uống qua ngày thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu nó khỏe. Nó khỏe, khỏe, khỏe lại. Tôi uống hết 10 ngày. Nhưng mà thí dụ như nó 10 phần. Và nó chỉ giảm khoảng 5 đến 6 phần. Và nó dừng lại, nó không giảm nữa. Thế là tôi lấy cái tô thuốc đó, tôi đi ra, tôi mua thêm 10 ngày thuốc nữa. Tôi uống thì nó cũng giảm được khoảng thêm 1 đến 2 phần nữa. Nhưng mà nó cứ nằm đó, nó không giảm nữa. Thế tôi ra, tôi mua thêm lần thứ 3, tức là 10 ngày lần thứ 3. Tôi uống nó không giảm một chút nào luôn. Cũng là thuốc đó. Đó là thuốc rồi. Mà tôi bắt đầu gọi cho một sĩ hào. Tôi nói em ơi, cầu nguyện cho anh, bởi vì bữa nay sao không hiểu sao mà nó ho, nó khó chịu, nó nặng cái ngực vô cùng. Thì một sĩ hào mới nói rồi, để tụi em đang cầu nguyện đây, thì em cầu nguyện cho anh. Khi quyết định cầu nguyện xong thì tôi còn khoảng 7 ngày thuốc. Tôi gom 7 ngày thuốc đó, tôi quăng vô trong cái thùng rác. Tôi nhân Jesus, tôi không dùng thuốc nữa. Tôi dùng 20 mấy ngày rồi, nó không hết. Nó dừng lại ở mức đó, nó không xuống được một chút nào nữa. Mà khi tôi quăng xong, bây giờ con vẫn dùng đức tin. Còn tin Chúa chữa lành cho con. Nhờ anh em con cầu nguyện, con được Chúa chữa lành. Và anh em nghĩ là mình làm mục sư mà bây giờ người khác nhờ người khác cầu nguyện, nó quê quá phải không? Anh chị em có nghĩ đó không? Bây giờ mục sư cũng là con người phải không ạ? Như tôi ngứa quá thì tôi đâu có gãi tới, thì phải nhờ ai đó gãi cho tôi chứ. Bây giờ tôi nhờ đứa bé cầu nguyện được không? Được. Mà kể cả ai có thể mở lời ra cầu nguyện được là người đó cầu nguyện cho tôi. Là tôi tin. Thì bắt đầu tôi quăng thuốc. Và rồi tôi bắt đầu vận dụng đức tin. Bấy hôm nay là mình vào thuốc hả? Bây giờ quyết định nhận vận dụng đức tin. Tôi quăng thuốc xong. Tối hôm đó, nó ho khủng khiếp luôn. Nó ho gấp mấy lần mà trước đây tôi ho. Tự nhiên trong đầu nghĩ, phải chi mình giữ thuốc lại mà thuốc vô cái đồng rác nó tiêu rồi. Mà thuốc mắc tiền lắm anh chị em, mỗi một lần mua mấy trăm ngàn. Tiếc, tự nhiên trong đầu tiếc, phải chi ít nữa nó cũng giữ, nó không ho thêm. Mà bây giờ nó ho quá ho luôn. Tôi nói thật với bà chị, ho mà chổng khu lên, người ta gọi là giờ chổng khu đấy ho. Tôi ôm cái gối với mày ho mà vợ tôi thì nằm ngủ kế bên con tôi. Mà đến nỗi lần tôi ngủ mà tôi ngủ ngồi đó anh chị em tưởng tượng không? Nằm xuống là ho. Tôi ngồi như vậy mà gục như vậy luôn, buồn ngủ quá gục như vậy, ngủ. Ôi chú cha ơi, nó ho khủng khiếp. Tôi xem sao tôi tìm vô chục rác, tôi tìm thuốc. Vợ tôi nói em đổ mất rồi. Mày mua cả triệu bạc tiền thuốc, nhiều quá. Nhưng mà thôi, ho cứ ho. Qua đêm hôm sau, ho hơn đêm trước luôn. Tôi nói xong rồi, kiểu này chắc là cái phổi mình nó tiêu rồi. Tôi nghĩ đến cái phim chụp hình đó, tôi thấy nó tôi nghĩ là cái phổi của tôi nó rỗ ra. Nó không còn bình thường nữa. Tôi thức mà tôi ho mòn mỏi 4 giờ sáng. Mòn mỏi rồi tôi bắt đầu tôi ngủ. Tôi mới ngủ được. Tôi ngủ được. Thì vợ tôi đi chợ. Tôi ngủ luôn tới sáng. Tới 8 9 giờ. Mà tôi về tới mà lúc đó tôi thức dậy rồi. Lạ lắm. Tôi bật dậy tự nhiên tôi thức dậy. Tự nhiên tôi thấy một cái vùng trời phải nói là đẹp, thiệt là đẹp. Ánh nắng chiếu vào trong khe cửa. Ở đây làm thơ nữa. Nhưng mà có một cái điều tôi cảm nhận lạ lắm. Là cái lồng ngực của tôi nó nhẹ. Tôi cũng quên mất là ngày hôm qua mình ho, ho đến mức độ không thể ho nổi nữa. Cảm ơn Chúa. Tôi ngồi dậy. Tới 10 giờ tôi nói ủa. Lạ quá. Không ho nữa. Mà tôi được chữa lành siêu nhiên luôn. Nhưng mà tôi trải qua 2 đêm kinh hoàng. Cảm ơn Chúa chữa lành cái phổi của tôi gần như hoàn toàn 100%. Trận ho đó là trận ho nặng nhất cho đến khi Covid 2021.
là cái trận Covid là tháng 8 2021 là bị Covid là nặng nhất. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có đức tin thì chúng ta cần phải có cái hành động. Có thể anh em đừng định tội, đừng có lên án rồi tại sao là bệnh mà đi không tin cậy Chúa mà đi uống thuốc. Những câu nói đó không bao giờ đem lại đức tin. Và tôi nói nếu anh em chưa có đức tin, anh em cứ dùng thuốc. Mà dùng thuốc để duy trì cái sự sống cho đến lúc anh em có đủ lời Chúa. Lời Chúa, đức tin tăng trưởng thì lúc bây giờ phép lạ xảy ra. Đừng định tội. Chúng ta không còn bị định tội nữa. Đấng Christ không muốn chúng ta định tội và Đấng Christ cũng chẳng định tội chúng ta. Cho nên nếu ai sống trong cái môi trường định tội thì cái sự định tội đã khiến cho chúng ta, đức tin chúng ta không hoạt động được. Nhưng chúng ta hãy nói lời gây dựng và lời khích lệ thì đức tin nó sẽ có cái nơi để nó hoạt động và phép lạ mới xảy ra được. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Kinh Thánh ghi là gì? Huyết lậu liền cầm lại và bà nghe trong mình khỏe. Hồi sáng giờ thờ phượng ai có thấy trong mình khỏe không ạ? Ai thấy trong mình khỏe à? Đưa tay lên à. Dạ, thấy trong mình khỏe rồi. Amen. Dạ, nói đi, tôi thấy khỏe rồi. Dạ. Tại vì chúng ta thờ phượng Chúa ngay khi thờ phượng thôi thì quyền năng của Thánh Linh của Chúa chạm tới chúng ta và chúng ta thấy khỏe rồi. Đây là cái giọng miền Tây của tôi đó. Khỏe rồi, hallelujah. Ai mà bị những cái căn bệnh gọi là căn bệnh rối loạn chuyển hóa hay là mãn tính, nếu chúng ta thấy cảm nhận khỏe rồi, có cái gì đó, một cái tín hiệu mà anh chị em thấy thì anh chị em hãy cả tạ ơn Chúa vì đó là tín hiệu. Một cái tín hiệu khỏe có nghĩa là nó đang đau đớn như vậy tự nhiên nó giảm ngay. Nó đang bất an như vậy tự nhiên nó bình an ngay. Thì đó là cái tín hiệu mà Chúa gửi từ thiên đàng. Bởi vì thế gian không có tín hiệu đó dành cho chúng ta. Anh em nghe nhạc đời không có tín hiệu đó dành cho chúng ta. Đang bị bồ đá mà đời tôi cô đơn nên yêu thôi thì nó có tín hiệu khỏe không? Không bao giờ có tín hiệu khỏe được. Bác sĩ nói rằng là xin lỗi chúng tôi bỏ tay. Nói với gia đình là hãy chuẩn bị tinh thần. Và bắt đầu nói nè. Bác sĩ nói giờ là gì? Chuẩn bị tinh thần bác sĩ hết cách rồi đó. Đang cái người bệnh đang ngóng chờ để coi bác sĩ nói cái gì. Bác sĩ nói tôi đành bỏ tay. Không còn sức lực luôn. Đi luôn. Anh chị em biết mấy người mà bị Covid đó, họ đi sớm rồi vậy đó. Tại người ta đồn quá nhiều. Nào là Covid, Covid là thế này thế kia. Covid nó giống như là một con ma, nó đi nó len lỏi vô. Mà tôi cũng sợ luôn. Tự nhiên nói rằng là ở miền Bắc á, có một cái người nhầm nhiễm Covid và nó lây lan. Và cái cô đó nói, cô Nhung gì hả? Nhung đi gì vậy? Mà bá là gì lá, mùa thu đi thì bá là lá vàng ở lại. Còn Nhung đi thì để lại Covid gì đó. Covid, Covid. Thì tự nhiên nghe nói cô Nhung nó nói cổ đi ở ngoài miền Bắc. Không phải cô Nhung đây nha, mấy cô Nhung đây không phải. Nhưng mà cổ đi trong miền Nam, cổ thăm người này người kia rồi, cổ đi vong 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 vong. Cái anh nào nữa đó không biết nó đi vong vong vong. Và anh đi là đi thăm từng nhà, ghé thăm từng người. Tự nhiên cái mình nghĩ, ủa, mình có đi rồi cái chỗ, cái khu vực đó không? Rồi tự nhiên cái mình thấy nó ngứa ngứa cổ. Cái tự nhiên cái nó đau đau, cái mình thấy, ủa, không lẽ tôi nhiễm Covid. Chúng ta thấy đức tin. Đến ta nghe mà đức tin tiêu cực thì nó cũng dẫn đến tiêu cực. Người đàn bà này nghe tin về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua đây. Bà nói: "Bây giờ ta chỉ cần rời áo ngài tôi được chữa lành." Bà không mong rằng là bà đợi Chúa nhìn thấy rồi đặt tay rồi té cái rầm xuống mới được chữa lành, không cần. Và tôi nói với cho em đừng bao giờ bị cái in trí thằng gì là cầu nguyện té mới được chữa lành. Tôi ít bao giờ tôi cho té lắm, mà nhưng mà người mà có quyền lực ma quỷ là nó phải phục phục danh của Chúa, nó khi nó té xuống có nghĩa là không phải người đó đâu, mà lính tà linh nó đầu phục Chúa. Nó sợ Chúa và nó hủ phục chức danh của Chúa, nó phải té xuống. Giống bữa hôm mẹ của Thảo vậy. Là khi té xuống trong quyền năng của Chúa xong. Và tôi cầu nguyện. Và nhân Chúa Giêsu. Người này được giải phóng. Đứng dậy. Được chữa lành. Và cô đứng dậy. Cô khỏe mạnh. Ngay tức khắc được chữa lành. Nhưng mà nói ngay tức khắc chứ cũng cả nửa tiếng đồng hồ chứ ha. Phải không Vũ? Hôm đó cũng cả nửa tiếng đồng hồ. Nó, mà cái con quỷ đó nó lẻo lự lắm. Nó tranh luận với tôi về vấn đề là tại sao thờ Chúa mà không thờ bà Mary. Tranh luận kinh luận. Tôi dùng kinh thánh tôi nói hỏi im luôn. Nó nói là nó đem cô này đến để nó đem cô này đến để tin Chúa đó. Nhờ nó. Yeah. Cho nên anh chị em ơi, khi chúng ta thực hành đức tin, khi anh chị em thực hành đức tin thì bắt đầu phép lạ xảy ra. Phép lạ xảy ra. Huyết lậu liền dừng lại, nghe trong mình được lành bệnh. Hallelujah.
Cách nay hai hôm, ngày thứ ba hôm, thứ năm. Bữa tôi đi ở ngoài đường mà trời nắng. Trời nắng xong thì tôi mới vào trong một cái quán để tôi nghỉ cho nó mát. Tại vì cái quán nó có máy lạnh. Để tôi uống nước xong thì tôi ngồi một hồi thì cho nó bớt nắng xong tôi đi ra để tôi giao đồ cho người ta. Gửi một cái món đồ cho một người anh em bên Mỹ. Tự nhiên tôi trở về nhà anh chị em. Tôi ở nhà mà nó đau cái đầu. Tự nhiên nhức. Giật băng, 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 băng. Wow, chuyện gì đây? Tự nhiên tôi nghĩ đến Covid. Tôi nghĩ là hậu Covid. Hồi bắt đầu tôi càng nghĩ cái đó. Bắt đầu nó cứ băng, băng, băng. Là, nhưng mà còn có khoảng 15 phút nữa là bắt đầu vô lớp để dạy rồi. Tôi nói rồi, không dạy nổi rồi. Trong tâm trí nó nói gì? Không có khỏe là đừng dạy. Tôi bóc điện thoại tôi gọi cho một sĩ Hào. Em ơi, khỏe không? Dạ, em đi tuần lễ, em đi giảng, giờ cái giọng của em nó còn khàn. Anh tính, anh tự nhiên sao giật bằng đầu, băng, băng, băng xong đúng. Nhức đầu, mà tôi nói với vợ tôi, anh nhức đầu quá. Thì Hào nói, giờ em đâu có dạy nổi đâu, phải cho anh em nghỉ đi. Cái tôi mới dừng lại. Tôi nói, thôi được rồi, để anh sắp xếp. Thì tôi bắt đầu tôi phải chiến tranh với cái tâm trí của mình. Ủa, vô lý vậy. Tôi chưa bao giờ bị tim mạch. Tôi rất khỏe. Tôi chưa bao giờ bị gọi là bị đau đầu kinh niên hay là gì đó. Và không có rối loạn tiền đình. Mà chỉ có rối loạn triều đình thôi. Thế là tôi cầu nguyện. Tôi nói bây giờ tôi phải tiếp tục tôi giảng. Tôi định cầm cái điện thoại lên và nhắn cho anh em là xin lỗi anh em bữa nay thầy giáo mệt quá rồi cho thầy giáo nghỉ. Tôi vừa định nhắn nhưng mà không, phải dạy. Và bắt đầu tôi mở máy ra, tôi lên trên vô phòng Zoom. Có một vài anh em vô rồi. Rồi bắt đầu tôi tiếp tục bắt đầu dạy. Lạ lắm. Tôi dạy xong 2 tiết xong, tôi hết luôn. Như vậy thì nếu như tôi không thực hành đức tin thì tôi nằm mẹp rồi, đúng không ạ? Nhưng đây là cơ hội tôi thực hành đức tin. Có thể do cái bị nhức đầu đó là do tôi đã từ ngoài nắng mà tôi đi vào trong phòng lạnh rồi tôi lại ra, cho nên cơ thể nó bị sốc nhiệt mà tôi bị nhức đầu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngay trong đêm hôm đó khi tôi dạy lời Chúa thì tôi được chữa lành. Hallelujah. Rồi, chúng ta thấy rằng là bà đã nghe trong mình được lành bệnh. Rồi tiếp tục anh chị em, đây là để không phải sự chữa lành nó dừng lại chỗ này, nhưng mà Chúa muốn chúng ta được lành mạnh luôn, chứ không phải là chỉ có hết bệnh thôi. Có những người hết bệnh nhưng nó không lành mạnh. Hết bệnh nó chỉ có hết cái cảm giác lúc đó, nhưng cái gốc rễ của nó vẫn chưa giải quyết. Thời đây Chúa Giêsu nói, Kinh Thánh ghi là gì? Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai rờ áo ta? Chúa cảm nhận được cái quyền năng đi ra từ Ngài. Có phải Ngài không biết cái người đàn bà đó là ai không? Tôi tin Chúa biết. Nhưng cái điều mà Chúa hỏi để cho chính người đàn bà đó đang ăn trộm quyền phép của Chúa qua đức tin. Nghe lạ ha. Ăn trộm quyền phép của Chúa qua đức tin. Có ai đã từng ăn trộm điện chưa? Ai có ăn trộm điện à? Dạ, tôi cũng là người ăn trộm điện. Từng ăn trộm điện. Mà khoe lắm, hay lắm á. À, tức là gì? Lấy điện xài được, nhưng mà nó không có qua container, container điện. Và cảm thấy mình phải nói là mình hay vô cùng. Chúng ta có từng ăn trộm đức tin chưa? Ăn trộm quyền năng của Chúa chưa? À, nhiều khi nghe người này cầu nguyện cái đó con cũng nhận được Chúa lành, nhưng mà không có đi thờ phượng Chúa, lành xong đi về rồi tiếp tục thờ tượng nữa, tiếp tục đi thầy bùa nữa, là nó bệnh cũng bệnh trở lại. Năm 2006 hàng mấy trăm người được chữa lành ở vùng sông Đốc Cà Mau, nhưng còn lại khoảng được 80 gia đình là còn giữ đức tin, rồi sau đó còn một số gia đình còn giữ đức tin. Cho nên ở đây bà đã dùng cái đức tin của mình để rờ áo Chúa. Chúa chưa có một cái lệnh truyền nào cho bà cả, nhưng mà được lành mạnh. Bà cảm nhận cái gì? Bà cảm nhận là gì? Mình khỏe rồi. Nghe trong mình khỏe rồi. Đó là cái dấu hiệu chữa lành. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây, môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người nào đã làm điều đó. Câu 33, người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Bà tỏ thật tấm lòng của bà. Tôi bệnh mất huyết. Tôi đây, con đây Chúa ơi. Con nghe về Chúa, con nghĩ rằng con không thể nào gặp Chúa được. Con chỉ cần chạm được cái áo của Ngài thôi. Thưa anh chị em,
Chúng ta đang nghe đây, lắng nghe đây, đây là một lẽ thật. Chúa Giêsu ngài có một cái chiếc áo. Chiếc áo đó là chiếc áo thầy tế lễ. Chiếc áo này mặc nó dài. Và chiếc áo thầy tế lễ trong thời cựu ước, trên chiếc áo đó gắn 12 cái viên ngọc đại diện cho 12 chi phái của Israel. Chúa Giêsu là đầu của hội thánh là thân thể. Và chiếc áo đó được mặc cho hội thánh. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 nói rằng anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua. Cho nên chúng ta là thân thể của Chúa và chiếc áo đó chính là chiếc áo của thầy tế lễ. Vậy thì rờ cái áo của Chúa có nghĩa là rờ chạm đến cái chức vụ của Ngài, và cũng là rờ chạm đến thân thể của Ngài, rờ chạm đến vinh quang của Ngài thông qua những con cái của Chúa là người tin nhận Chúa. Cái bóng của Phi-e-rơ đi che lên cái người bệnh, người bệnh được chữa lành. Chiếc áo và cái khăn của Phao-lô vẫn có thể ông lấy ông lau mồ hôi. Nhưng mà những người bệnh họ chờ đợi Phao-lô đặt tay lên thì quá đông người không thể đặt tay lên được. Họ bèn thấy cái áo của ông, thấy cái khăn của ông, họ lấy cái khăn cái áo đó, họ tin. Họ đắp lên cái người bệnh và người bệnh được chữa lành. Họ đắp lên người bị quỷ ám, quỷ ra khỏi. Thầy tế lễ là người được xức dầu. Mỗi sự chuyển động của thầy tế lễ đều có dấu ấn của sự xức dầu ở đó. Chúng ta đừng giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời. Giả sử như tôi cầu nguyện cho cái chai nước này, lạy Chúa, mọi người ở kia rất xa, con không thể đến đó được, nhưng người này có đức tin. Nhân danh Chúa Giêsu, con chúc phước chai nước này chỉ là một chai nước lọc thôi, nhưng mà con chúc phước chai này, xin Chúa ngài xức dầu để người anh em cầm chai nước này về cho người kia uống, người kia được chữa lành. Nhưng mà không phải tôi cứ làm mãi như vậy. Tôi không phải từ đó rồi bắt đầu tôi sản sinh ra một cái tính lý là tôi cầu nguyện cho nước rồi tôi bán nước, chai này có 5.000 bạc, tôi bán 5 triệu. Chà, chắc tôi cất nhà lầu sớm à. Mà người bệnh người ta cần, nếu mà 5 triệu người ta nếu mà chữa lành người ta mua không? Người ta dám mua luôn. Cho nên Chúa không có bị giới hạn bất cứ cái gì. Năm 2017, xin lỗi 2018, có một mục sư người Israel đến đây giảng. Mà anh chị em còn nhớ những ai đã nghe ông giảng. Thì cái ngày đó, bởi vì quá nhiều cái năng nề của anh em ở các nơi, và theo như cái lời trong Kinh Thánh có ghi lại là khăn áo của Phao-lô có thể đắp lên người bệnh mà bệnh được chữa lành. Thì đó tôi hỏi rằng ai trong anh em nếu có đức tin hãy làm điều này, đem cái vật dụng của người bị bệnh đến đây, hoặc là kệ khăn hay là áo hay là bất cứ cái vật gì của anh chị em đến đây chúng tôi cầu nguyện. Và khi tôi cầu nguyện thì có một cái anh, cái cô kia bị bệnh nằm trong bệnh viện và bị ung thư, nằm trong bệnh viện không thở được, thở phải bằng thở máy, ngồi lên thở mà lấy cái thở oxy ra khoảng chừng 5 phút thôi là ngộp. Thế là ông chạy về bệnh viện đó, ông lấy được cái đồ của cô đó, ông lấy một lần giang cũng bỏ đây. Chúng tôi đâu biết đâu, vẫn cầu nguyện bình thường. Có người thì cầu nguyện qua cái điện thoại, mà rất nhiều người được chữa lành trong thời gian đó. Có cô Ái Lan dưới kia, cô cũng cầu nguyện qua cái điện thoại, xong cô cầu nguyện cho một người bị cái khớp xương chân, cầu nguyện xong được chữa lành. Còn cái anh này, anh đem cái đồ của cô này đến. Thì tôi cầu nguyện xong, anh tức tốc anh chạy về bệnh viện gia đình. Anh về đó, anh đem, đây, bây giờ con nằm xuống. Cái cô này nằm xuống, đắp lên, hãy Chúa, bởi đức tin, nhân danh Chúa Christ, cái bệnh được chữa lành. Thì lúc đó là buổi chiều, khoảng 4 giờ chiều, 5 giờ chiều, anh về tới nơi bệnh viện. Thì tôi với vợ tôi mới đi về vào trong bệnh viện thăm, là lúc đó là khoảng 7 giờ tối ạ. Thì tôi vô ngồi chuyện, thấy cô này gỡ cái đầu thở oxy ra, ngồi tôi nói con thở được không mà sao gỡ thở oxy. Dạ cảm ơn Chúa, hồi chiều ông thầy cũng lại lấy cái áo đắp lên trên người con khỏe rồi, giờ con gỡ oxy lên thở. Sau 2 ngày sau xuất viện. Có những cái trường hợp chúng ta thấy bởi đức tin rất là đơn sơ, không có tốn tiền gì cả, nhưng mà đó là bởi đức tin. Tại đây cái người đàn bà này đã có đức tin, và Chúa, bà này bắt đầu tỏ hết cái tất cả những cái sự tình của mình. Cái từ tỏ hết sự tình đây có nghĩa là cái từ bày tỏ đó, tỏ hết có nghĩa là làm cho sáng tỏ tất cả. Nếu cái căn bệnh của chúng ta mà do chúng ta phạm tội thì chúng ta phải ăn năn với Chúa. Nếu chúng ta bất hòa với người khác với cay đắng, chúng ta phải tha thứ. Nếu chúng ta sử dụng bùa ngải, phải hủy bỏ bùa ngải. Chứ không bao giờ nếu anh chị em cứ giữ bùa ngải, giữ như cái sự yếu đuối, giữ như cái tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta nghĩ là chúng ta hoàn toàn được chữa lành đâu. Có thể cảm nhận được sự chữa lành thôi, khỏe được một chút, nhưng mà
Rồi sau đó bệnh nó nặng lại đó. Cho nên người đàn bà này tỏ hết tình thật, bày tỏ ra với Chúa, nói với Chúa. Và đây là cái lời phán để nhận được sự chữa lành hoàn toàn. Câu 34, Đức Chúa Giêsu phán: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Một điều thứ nhất là Chúa nói là hỡi con gái của con. Khi người đàn bà này tin, chỉ có thể tin thôi, thì cái đức tin này có thể giúp cho người đàn bà này khỏe. Nhưng mà sự cứu rỗi không có. Nhưng mà bà này tin không chỉ là tin, mà bà tỏ tình thật với Chúa. Bà Chúa nói hỡi con gái của ta. Câu này nói lên con là con của ta. Khi nào một người là con của Chúa, đó là người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho trong mình, thì Chúa sẽ làm cho người đó trở thành gì? Con của Chúa. Ngài ban cho cái quyền hợp pháp để trở thành con của Chúa. Mà là con của Chúa thì thuộc về vương quốc của Chúa, về gia đình của Chúa. Và chúng ta được đảm bảo sự cứu chuộc cho đến cuối cùng. Vì đời sống chúng ta sẽ qua đi, chúng ta vài chục năm trên đất cũng qua đi. Mới cách đây mấy hôm tôi đi đám tang của một cụ ông 86 tuổi, ông cũng qua đi, ông cũng về với Chúa. Linh hồn chúng ta, người chưa tin Chúa nói là đi theo ông, theo bà. Ông bà đi đâu không biết, nhưng Kinh Thánh khẳng định ta ở đâu các con ở đó. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên khi ta tin Chúa thì ta ở với Chúa. Chúa sẽ có một nơi, Ngài chuẩn bị một nơi cho những con cái của Ngài. Nơi đó được gọi là Paradise hay là thiên đàng. Linh hồn của chúng ta sẽ được ở cùng với Chúa ở trên thiên đàng. Và Ngài Chúa Giêsu trở lại, Ngài thiết lập trời mới đất mới. Trời cũ đất cũ này sẽ bị hủy bỏ. Và Chúa lập trời mới đất mới. Thì chúng ta ở trong trời mới đất mới. Và chúng ta ở trong Jerusalem mới. Chúng ta thuộc về dân của Chúa đời đời. Cho nên cuộc sống tạm thời trên đất, nếu chúng ta dùng đức tin của mình để Chúa nói sao? Đức tin con cứu con. Bà này vẫn dùng đức tin của bà để bà tin cậy Chúa, bà nhận sự chữa lành. Nhưng bà không chỉ dừng lại ở sự chữa lành đó, bà được trở thành con của Chúa. Nhiều người anh chị em đã được chữa lành và bắt đầu trở lại thờ phượng Chúa. Anh chị em xác định mình là con của Chúa. Để chi? Cuộc đời chúng ta ở trên đất này nó tạm thời, nó sẽ qua đi. Rồi đây chúng ta được chữa lành rồi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ qua đi nếu Chúa Giêsu chưa trở lại. Chúng ta sẽ mất, chúng ta sẽ chết. Nhưng mà linh hồn chúng ta được Chúa đón. Kinh Thánh nói rằng người công bình thì được thiên sứ của Chúa đón về trong nơi Paradise. Còn người không tin nhận Chúa thì linh hồn ở một nơi chờ Ngài phán xét. Chúng ta thấy những tà linh mà nó nhập vào người ta đó, nó mang cái danh người danh kia, nhưng mà thực sự nó là tà linh chứ nó không phải là cái người đó. Người đó chết thì linh hồn đã ở một nơi rồi. Chúa giữ linh hồn ở nơi âm phủ và chờ Ngài phán xét. Còn cái tà linh nó mượn cái danh của người đó để nó vào người ta, để nó quấy rối người ta, nó ức hiếp người ta, thì chúng ta cậy danh của Chúa, chúng ta đuổi nó đi, nó ra khỏi người ta. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu nói ở đây là hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Như vậy cái điều đầu tiên mà Chúa nói là con gái của ta. Những ai tin nhận Chúa, chúng ta có biết mình là con của Chúa chưa? Chúng ta gọi Chúa là gì ạ? Là cha. Là cha. Cầu nguyện thưa cha của con ở trên trời, hay là thưa cha, nhân danh Chúa Giêsu con đến trước ngài ân điển của Ngài để con dâng những lời cầu nguyện của chúng con ở trước mặt Chúa. Khi chúng ta bước vào trong mối tương giao giữa con với cha, nó ngọt ngào lắm. Nó ngọt ngào lắm. Và chính khi chúng ta bước vào mối tương giao đó thì quyền năng của cha sẽ bao phủ chúng ta, sự bảo vệ của cha cho chúng ta, và chúng ta thuộc về con của Ngài. Và con của Ngài thì Chúa sẽ binh vực chúng ta. Có những lúc con của mình nó hư, nó lỗi lầm đó, nhưng mà Chúa cũng binh vực về nhà sửa dạy sao. Amen. Và Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được khỏe mạnh, hãy đi bình an và được lành bệnh. Đây là lệnh truyền của Chúa. Cho nên bây giờ anh chị em nào có những bệnh tật, hay là chúng ta đang gặp một cái nan đề, như hồi nãy tôi nói với chị em, nan đề nó là cơ hội. Chúng ta không mong ước nan đề, nhưng mà hãy biến cái nan đề thành cơ hội. Nếu anh chị em bệnh tật, cơ hội đây là anh chị em cầu nguyện và tin nhận Chúa. Anh chị em sẽ kinh nghiệm quyền năng sự chữa lành của Chúa. Nếu thấy trong mình nó khỏe, có nghĩa là gì? Chúa đang làm trên đời sống anh em. Và tôi tuyên bố trong danh Chúa Giêsu, như lời Chúa Giêsu tuyên bố là hỡi các con của ta, đức tin con cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Linh truyền này của Chúa Giêsu được nói ra. Và nếu chúng ta tiếp nhận, chúng ta tin, thì con là con của Chúa, mà con được bình an, mà con được lành mạnh. Không chỉ là được chữa lành thôi, nhưng con lành bệnh, hoàn toàn được lành bệnh, để con có thể bước đi. Amen chị em. Amen. Buổi sáng hôm nay, nếu anh chị em nào chưa có biết Chúa, chưa có tin nhận Chúa, chưa mời Chúa Giêsu vào lòng của mình, thì ngay bây giờ anh chị em có thể mời Chúa. Con tin nhận Ngài làm cứu Chúa của con. Hỏi được tin đó, anh chị em thuộc về con của Chúa. Và những ai có nan đề cần được cầu nguyện giải cứu, thì sau cái giờ cầu nguyện này, ở lại, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Ai cần được chữa lành, hãy ở lại, tôi cầu nguyện cho anh chị em. Cảm ơn Chúa. Xin mời Thánh Đồng đứng lên. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.